Xin chào anh em, mình xin giới thiệu đến anh em hai cặp loa của Mỹ, hàng nòi của Mỹ anh em nhé. Hai cặp loa này mình tuyển chọn về cực kỳ là đẹp. Bên trên là một cặp loa của JBL có model là Canchon 1. Đây là một cặp loa anh em có thể làm trợ lời và nghe nhạc hát karaoke là cực hay anh em nhé. Của nó là cái căng này của nó là căng lưới sắt anh em ạ, khung là khung nhựa. Anh em nhìn cái căng của nó này, có tem mác của JBL Control 1, căng không bị méo, đẹp. Và đây là các tuyến loa của nó sử dụng một con bát và một con chép đôm. Dòng JBL Canchon 1 này của nó là cực kỳ nổi tiếng rồi. Anh em có thể ghép cùng với những cái dòng loa Boss 301, Serie 2, Serie 3, trợ lời, nghe nhạc và hát karaoke là tuyệt vời anh em nhé. Các tuyến loa của nó phải nói là cưng, đồng đều là đẹp lắm anh em ạ. JBL Canchon 1, anh em vòng về sau. Con này của nó là trùng cặp anh em nhé, 1276. Bên này cũng là 1276. Đôi này mình đang bán cho anh em giá là 3 triệu. Anh em nào thiện chí alo cho mình. Đây là đôi thứ nhất. Và anh em xuống đến đôi thứ hai, cũng là JBL, cũng hàng nòi của Mỹ anh em nhé. Tất cả là hàng nòi của Mỹ hết. Mình có hai cặp, anh em thích mua cặp nào thì mua. Đôi này thì nó là e căng lưới vải. E căng là lưới vải. Anh em nhìn e căng của nó rất đẹp nhá, không lủng rách chỗ nào nhá. Và khung của nó là khung gỗ. Khung này nó cũng như kiểu gỗ hay nhựa gì anh em ạ. Và chiếc bên này, lưới vải rồi, rất đẹp anh em nhé. Con đôi này thì nó sử dụng một con bát là 18 anh em ạ, có model là JBL 62T USA đây anh em này. Tem mác logo của nó sử dụng một con bát 18, màng giấy gợn sóng, thì là màng giấy gợn sóng thì đặc trưng của JBL rồi, và một con chép đôm. Có tem mác của logo JBL. Thùng của nó là thùng vân gỗ màu cánh gián anh em nhé, rất đẹp. Đây là anh em vòng về đằng sau này, xem cái hậu vách của nó này. Đây là toàn bộ cái hậu vách của nó là anh em này. Thùng vân gỗ một cái dán. Cầu bắt loa. Đôi này của nó là cái số seri của nó, của loa là 12610. Bên này là 12611. Đây cũng là một cặp liền kề nhau. Đôi loa JBL 62T đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Hàng của mình là toàn hàng chọn hết anh em nhé, đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Giá mình đang bán là 5,5 triệu. Anh em nào yêu bất cứ một sản phẩm nào, nhấc máy alo gọi điện trực tiếp cho mình, đến với kênh của mình, cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.